Thực hiện chủ trương của Chính phủ, thời gian qua Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp nhằm cải tiến, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nhờ có những phong trào này, đến nay trên cả nước có hàng vạn doanh nghiệp tổ chức tiếp cận đường với những cải tiến sản xuất, từ đó tạo chuyển biến tích cực cho hoạt động cải tiến năng suất chất lượng ở nhiều doanh nghiệp. Là một trong những đơn vị triển khai và thực hiện mô hình điểm về cải tiến năng suất, chất lượng do Bộ Công Thương tổ chức, Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam thời gian qua đã có nhiều đổi mới trong quy trình sản xuất. Ví dụ như hoạt động cải tiến năng suất chất lượng dây chuyền sơn và bao gói đóng hộp tủ sắt này. Trước đây công đoạn này tốn nhiều thời gian và công lao động, thế nhưng chỉ sau 3 tháng thực hiện cải tiến theo công cụ 5S và Kaizen, năng suất của dây chuyền đã tăng lên, tiết kiệm đáng kể chi phí phát sinh cho doanh nghiệp. Trong năm 2020 vừa rồi thì cái số Kaizen của nhà máy đạt hơn 3.600 Kaizen. Năng suất lao động thì tăng được hơn 10% về năng suất lao động. Và cái thời gian giao hàng thì trước đây chúng tôi cần hơn 10 ngày cho một đơn hàng, bây giờ chỉ còn có 2,5 ngày cho một đơn hàng. Thì cái đấy là khách hàng rất hài lòng về cái tiến độ giao hàng. Thực hiện chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng 468 mô hình điểm, tập trung vào 8 ngành công nghiệp ưu tiên theo quyết định số 604. Trong thời gian đầu, các doanh nghiệp rất vỡ ngỡ, nhưng đến bây giờ, đến 95% doanh nghiệp đã có cái nhu cầu tự thân để phát triển nâng cao cái năng suất lao động và cái chất lượng sản phẩm hàng hóa. Và tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, cái chương trình và các dự án này cần phải được tiếp tục mở rộng hơn. Và tôi tin là sẽ đến 100% doanh nghiệp, người ta sẽ hưởng ứng cái đề án và dự án này. Không dừng lại ở những mô hình điểm, cũng như các hiệu quả về nâng cao năng suất, chất lượng mà dự án đã góp phần nâng cao năng lực tự thực hiện các hoạt động cải tiến tại doanh nghiệp. Qua đó đã tác động tích cực tới yêu cầu đổi mới công nghệ, thiết bị tại doanh nghiệp, từ đó góp phần giúp các doanh nghiệp chủ động phát triển. Trong cái giai đoạn tiếp theo thì cái tiếp cận của chương trình nó sẽ mang tính toàn diện hơn. Chúng tôi sẽ tiếp cận theo toàn bộ vòng chuỗi của chuỗi cung ứng của sản phẩm cũng như là cái vòng đời của sản phẩm. Và cái ưu tiên đầu tiên của Bộ Công Thương sẽ là hỗ trợ các doanh nghiệp để nghiên cứu phát triển sản phẩm. Đấy là một trong những cái mà nó sẽ mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cái hỗ trợ trong thời gian tới là sẽ là những cái mô hình toàn diện, tích hợp công nghệ quản trị, công nghệ sản xuất và hướng tới doanh nghiệp chuyển đổi số. Với những thành công hiện hữu ở các mô hình điểm, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam chủ động thay đổi, tìm kiếm, ứng dụng các mô hình, giải pháp cải tiến, công nghệ hiện đại. Đây cũng là tiền đề cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.